Lượm trứng vào mỗi mùa phục sinh là một trong những nét sinh hoạt văn hóa vui nhộn dành cho thiếu nhi ở Mỹ mà hầu hết các gia đình đều hào hứng tham gia. Đây là một truyền thống tôn giáo của đạo Thiên Chúa có từ thế kỷ 16 ở Đức, nhằm giúp các em nhỏ và gia đình hiểu hơn về ý nghĩa ngày Chúa phục sinh, tượng trưng cho một ngày mới bắt đầu. Đây là sinh hoạt lượm trứng của cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người từ cộng đồng Orange, quận Cam đến đây để thu hoạch trứng. Chúng tôi có tất cả loại trứng ở đây. Đối với chúng tôi, đây là mùa xuân, ngày mới, cuộc sống mới, và chúng tôi chuyển hóa nó vào một cái trứng trống rỗng, giống như là lăng mộ trống rỗng của Chúa Giê-xu, và điều này trở thành một điều rất vui. Nhưng khi mấy đứa nhỏ mở trứng ra và không thấy kẹo trong đó, thì điều này trở nên hỗn loạn, nhưng đó là lý do chúng tôi có quầy phát quà. Kẹo ấy đâu mất rồi? Tụi con mở nó ra. Lấy cái xô cho con. Thấy không? Con không có gì hết. Có em thì lượm được rất nhiều trứng để hoán đổi lấy kẹo sau đó. Con lượm được bao nhiêu trứng? Con lượm được rất nhiều, nhưng con phải mở nó ra và quăng nó đi thật nhanh. Con phải mở hết chúng ra. Cho mấy em nhỏ, chúng tôi cho chúng cơ hội chạy xung quanh để tìm trứng. Chúng tôi cũng có trò chơi để chúng chạy quanh gặp gỡ nhiều nhân vật như là Chúa Giê-xu, Mẹ Maria, Thánh Phê-rô, Thánh Gioan và Thiên Thần để có dịp nghe những câu chuyện và được bấm thẻ để lấy quà. Đối với người lớn thì đây là cơ hội để được vui chơi cùng gia đình và nhất là được thưởng thức các món ăn ưa thích. Tôi rất thích coi mấy đứa nhỏ nhặt trứng, nhất là nhóm 6 tuổi và 7 tuổi, bởi vì chúng biết chúng đang làm gì, nên rất vui khi nhìn chúng. Tôi chỉ thả dây xuống là chúng chạy náo loạn. Vào mùa phục sinh, tôi thích nhất là xe đồ ăn taco, rồi ăn bắp, ăn kẹo bông và ăn tất cả các loại thức ăn mà chúng ta có thể ăn. Tất cả các sinh hoạt, thức ăn, nước uống này đều miễn phí. Và lượm trứng là một trong những nỗ lực nhằm giúp xây dựng cộng đồng và tạo cơ hội cho gia đình có thời gian bên nhau để cuộc sống được lành mạnh, tốt đẹp hơn trong tinh thần Thiên Chúa giáo.